Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyền Văn Hóa. Ngay trước thềm tiệc cưới ở khách sạn vào ngày 6 tháng 4, Quang Hải vợ Chu Thanh Huyền bất ngờ vướng vào một drama ảnh cưới với một studio ảnh cưới rất nổi tiếng. Đây chính là studio đã phụ trách chụp ảnh cho Quang Hải, Chu Thanh Huyền từ loạt ảnh cưới ngoại cảnh, pre-wedding, đám hỏi và tiệc cưới chính ở Đông Anh. Sự việc bắt đầu từ ngày 2 tháng 4, anh Lê Chí Linh, chủ studio chụp ảnh cưới cho Quang Hải và Thanh Huyền, bất ngờ đăng ảnh màn giao dịch 70 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản là Nguyễn Quang Hải chuyển khoản. Kèm theo đó thì anh Linh cho biết cuộc sống thật khó khăn, bắt người ta phải lựa chọn là lấy tiền hay dùng ảnh thì mình quyết tâm chạy theo đồng tiền. Mọi người đừng inbox hỏi vì sao lại xóa hết nữa nhé. Cùng lúc đó, cư dân mạng phát hiện ra toàn bộ ảnh cưới của Quang Hải được anh Linh đăng tải trước đó đều đã bốc hơi không dấu vết. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận quan tâm về sự việc, nhưng anh Linh này lại không có chia sẻ rõ ràng. Không lâu sau đó, anh Linh cũng xóa bài đăng liên quan đến 70 triệu đồng. Ngày 3 tháng 4, anh Linh tiếp tục có động thái trên Facebook cá nhân. Cụ thể, lần này là thay ảnh bìa Facebook tổng hợp nhiều đám cưới của những người nổi tiếng mà studio đã từng chụp, vì 3 năm rồi mới có người nhắc mình cập nhật profile. Lần này thì anh Linh đã thẳng thắn trả lời ý kiến từ cư dân mạng. Khi có người hỏi, không thấy ảnh cưới Quang Hải, anh Linh chia sẻ, tầm này rồi thì anh chỉ cần tiền thôi, không cần hình ảnh đâu em ơi. Thêm một cầu thủ vào profile cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Chủ động tìm đến book anh chứ anh có xin đi chụp đâu. Đi mua hàng thì trả tiền, chứ làm gì có chuyện cho không ở đây hả em? Anh giảm giá quá nhiều rồi đấy. Và đến trưa ngày 4 tháng 4, Chu Thanh Huyền lên livestream chốt đơn như thường lệ. Nhưng bình luận của netizen chỉ toàn nhắc đến ồn ào với studio ảnh cưới. Trước sự tò mò này, bà xã Quang Hải lần đầu tiên lên tiếng. Cô đề cập đến sự việc cùng với ba không, không biết, không quan tâm, không để ý. Mọi người ơi, vụ đấy em không biết gì đâu. Mấy bạn cứ comment vụ ảnh đó, em có biết đâu. Thật đấy, em không quan tâm, thật sự luôn, em không để ý thế đâu. Việc của hai vợ chồng là cứ làm tốt việc của mình. Còn việc đấy ai nói gì thì nói. Người ta cứ tự lên nói chứ bọn em có nói gì đâu. Người ta cứ tự lên thích nói thì vợ chồng em quan tâm đâu. Ngay sau đó thì quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chia sẻ quan điểm từ phía cặp đôi. Người này cho biết hai bên đã quyết định ngừng hợp tác. Phía Quang Hải chuyển tiền và yêu cầu studio gỡ ảnh xuống. Khi tác nghiệp, anh nhiếp ảnh gia tên Linh va chạm với phóng viên và mọi người nhiều quá nên bên mình quyết định ngừng hợp tác. Sau khi thông báo ngừng hợp tác, anh Linh bảo chi phí là 70 triệu đồng. Lúc đầu thì mình tưởng tài trợ 100%, nhưng sau có yêu cầu trả tiền thì bên mình trả tiền và yêu cầu gỡ ảnh xuống. Anh ấy cũng chấp nhận rồi. Như lúc chuyển tiền xong thì anh ấy lại như vậy đấy. Ngoài ra phía Quang Hải khẳng định đã hỏi báo giá cho gói chụp ảnh nhưng phía studio không gửi. Hơn nữa vào ngày cưới quan trọng nhất của cặp đôi ở Đông Anh hôm 28 tháng 3 vừa qua, người phụ trách chính đã vắng mặt mà không thông báo và cũng chẳng trả lời lý do. Sau khi xảy ra sự việc và động thái của các bên, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một phe thì cho rằng phía Quang Hải, Chu Thanh Huyền đã làm đúng. Việc studio sử dụng hình ảnh của cặp đôi để đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội để PR cho studio là sai nếu như chưa xin phép và chưa được phép. Ngoài ra hành động đăng ảnh, chuyển khoản và nói bóng nói gió khách hàng thì cũng chưa thực sự hợp lý nếu đứng vai trò là một doanh nghiệp. Kể cả người không nổi tiếng thì cũng không muốn hình ảnh của họ bị đăng công khai ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của họ, thì bên bạn cũng phải đồng ý. Đằng này khi hình ảnh đó có giá trị, người ta kiếm được tiền từ hình ảnh thì đương nhiên bạn không được dùng miễn phí rồi. Nhận tiền xóa ảnh rồi thì thôi chứ lên status làm cái gì hả studio? Chuyện không có gì thì cho đến khi studio lên status khịa khách, làm dịch vụ như vậy là dở rồi. Mặc định người nổi tiếng khác cho studio sử dụng hình ảnh là Quang Hải cũng phải cho à? Quyền hình ảnh cá nhân của người ta không thích không cho thì thôi. Nói thật nha, mình không phải là người nổi tiếng mà studio muốn đăng ảnh mình ấy cũng phải xin phép. Đây là người nổi tiếng, họ không muốn dùng ảnh miễn phí thôi. Trong diễn biến mới nhất, chị Kiều Lan Anh, một hot girl trên mạng đã chia sẻ rất rõ ràng về nguồn cơn mâu thuẫn. Cụ thể là sự việc xảy ra đám hỏi của vợ chồng chàng cầu thủ. Ngày 11 tháng 1, đám hỏi của Quang Hải, Chu Thanh Huyền diễn ra tại nhà gái ở Sơn Tây, Hà Nội. Theo Lan Anh chia sẻ, thời tiết hôm đấy khá nóng nên để cảm ơn phía ekip dựng rạp cưới, trang điểm, bê cháp, phóng viên. Cô dâu chú rể đã mời tất cả mọi người lên sân khấu để nói lời cảm ơn. Đúng lúc này thì một số phóng viên đang chụp ảnh cô dâu chú rể xảy ra Innova với anh Linh, chủ studio, người trong vụ việc lùm xùm tưởng chụp ảnh free nhưng lại đòi trả 70 triệu âm mỹ trong những ngày vừa qua. Chứng kiến và kể lại, Lan Anh cho biết anh Linh xô đẩy, túm cổ áo và dùng những lời lẽ mất lịch sự, kém văn minh với các phóng viên. Khi đội bê cháp lên chụp ảnh cùng cô dâu chú rể thì anh Linh nhất định không cho và có lời nói tỏ ra coi thường. Trong khi đó, đội bê cháp trong đám hỏi Quang Hải phần lớn là những người nổi tiếng trên mạng xã hội như Hải Triều, Phúc Thành, David Vinh, Bình Gấu. Vì phản ứng này, đội bê cháp không lên sân khấu, khiến trang cầu thủ phải xuống tận nơi kéo mọi người lên chụp cùng. Mặc dù lúc này thì Hải cũng rất mệt nhưng Hải vẫn kèm theo một nụ cười. Mọi người lên chụp cùng vợ chồng em, hôm nay cảm ơn mọi người lắm vì đi với vợ chồng em từ sáng tới giờ. Hôm đó thì đoàn cháp chỉ có duy nhất một ảnh với cô dâu chú rể để làm kỷ niệm ở đó. Và hôm đó tất cả mọi người đều không vui vì anh chủ studio, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa vì tôn trọng cô dâu chú rể.
Không dừng lại ở đó, hình ảnh mà studio trả về cho cô dâu chú rể cũng không đúng như yêu cầu. Theo đó, quản lý truyền thông của Quang Hải đã lưu ý rằng phía anh Linh phải chụp ảnh để trả lại quyền lợi cho nhà tài trợ, nhưng khi lọc ảnh thì lại không có. Trước đó, anh Linh cũng không cho đội media của các bên tài trợ tác nghiệp để lấy hình ảnh. Đỉnh điểm của sự việc là cô dâu chú rể sau đám hỏi mãi mới lấy được ảnh, còn phía studio thì liên tục đăng ảnh và clip của cô dâu chú rể lên Facebook và TikTok ngay khi đám hỏi đang diễn ra. Vì vậy, loạt clip và hình ảnh của studio viral đầu tiên chứ không phải do hai nhân vật chính đăng. Về phía các phóng viên tác nghiệp tại đám hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, nhiều người đã đăng tải dòng trạng thái không hài lòng về studio chụp ảnh cưới, cụ thể là thái độ của ông chủ studio. Khi mà bạn sẵn lòng đứng giữa rạp cưới của người ta để quát tháo như cái chợ thì bạn không nên đến đám cưới nào nữa. Anh Hát, một phóng viên trực tiếp có mặt tại đám hỏi, cũng cho biết mình cũng bị anh Linh dùng những lời lẽ rất khó nghe khi tác nghiệp nên hai bên có xảy ra va chạm. Sự việc xảy ra trước mặt gia đình cô dâu khiến nhà gái phải ra giải hòa. Anh Linh mắng từ phóng viên đến cả những người đến tham dự đám cưới. Ngày vui của người ta mà toàn tiếng nạt nộ chửi mắng. Ngay cả mình đi tác nghiệp cũng thấy không vui chứ đừng nói là cô dâu chú rể. Không chỉ là người thân hay những người trong giới nhiếp ảnh mà các bên khác có liên quan đến đám cưới Quang Hải, Chu Thanh Huyền cũng lên tiếng về sự việc. Chị Linh Phạm, chủ đơn vị phụ trách rạp cưới và decor hoa cho Quang Hải, đã chia sẻ khi mà thấy trang cầu thủ bị hiểu nhầm sau drama. Chủ rạp cưới và decor hoa cho biết, sau khi tiếp xúc với nhiều khách hàng, cô cảm thấy Quang Hải là người rất hiền lành, biết ý, biết điều và rất hiểu những sự giúp đỡ của mọi người. Vì vậy, khi thấy mọi người hiểu lầm về trang cầu thủ, cô đã phải lên tiếng ngay. Mới đây đọc được những comment ác ý không hay về em, tôi rất bất bình. Tôi chẳng muốn dính vào những drama kiểu như thế này, nhưng thật sự thì tôi thấy bản chất em quá khác với những lời dẫn dắt dư luận rằng em nghĩ em là KOL, em không muốn phải trả tiền nọ kia. Hiện tại bên nhiếp ảnh gia kia đã xóa hoàn toàn bài viết. Chưa rõ mục đích của họ khi cố tình làm rùm beng chuyện này là gì, nhưng qua phản ánh của nhiều người, cách xử lý vấn đề thực sự là rất thiếu chuyên nghiệp của studio. Quả là hơi thiếu may mắn cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Nhưng thôi không sao, các em bây giờ thì hãy cố gắng tập trung, làm thật tốt công việc của mình. Đó là những người đẹp nhất trong lễ cưới, đó là cô dâu chú rể. Cần phải hạnh phúc, không chỉ trong ngày cưới mà trong toàn bộ quãng đời còn lại. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và chúng tôi xin gửi lời chúc phúc đến với Thanh Huyền và Quang Hải. Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Còn câu chuyện của studio kia, còn tiếp tục tình trạng và thái độ như vậy thì thực sự sẽ rất khó níu chân khách hàng dù chụp có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những video, những câu chuyện thú vị liên quan đến xã hội, kinh tế, giải trí và thể thao. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.